Nghe À, rõ chào Quốc Hồng. nghe rõ không con? Dạ nghe rõ. Thì mấy cái like kỳ trước, cái like này thì cũng xoay quanh vấn đề con chó, nhưng mà ta nói thật mày, cái drama này thì nó cũng không có cái gì gọi là lớn lao lắm, nhưng có điều là người dân mình với lại cái tập tục dân tộc của mình với lại cái người miền Bắc và người miền Nam từ xưa giờ họ cũng đã ăn thịt cày rồi, thịt chó rồi, chứ không phải là mới đây mà có gì lạ lẫm lắm đâu. Dạ. À, trong khi đó thì có những mày mới hiểu là tao ở xóm đạo mà tao biết mà, hầu như các nhà thờ khi cái mùa lễ, những cái xóm đạo đó, những cái mùa thành lễ đó thì hầu như là nhà nào nhà đấy đều có thịt cày cả, và cái món ăn đó Đúng là rồi. giống như là cái món ăn không thể thiếu được trong cái mùa đó, và riết nhất là các cha coi như là phải lựa đồ mới mấy. Tao biết mà, tao ở nhà ở ở Thủ Đức tao biết mà, mỗi lần cũng mùa Noel về tao có đi về một lần thì mấy sáu xứ thì mấy các con chiên ở dưới này, trời ơi, đừng có mua có bà đó đó, ở Thủ Đức thì có bà Đoan thì phải, đúng rồi, ngay chỗ có bà Đoan đổ miếng thịt chó, mày nói mày ra mà nói cha mua là bà Đoan có đắng, bà biết bán ngon, còn bình thường đó là bà bình thường Ưu mày tiên vô mày hả? chào ưu tiên đó là quán thịt chó bà Đoan, nếu ai ở Thủ Đức thì biết là món quán bà Đoan. Thì tao nói cho mày nghe, nó đấy là hầu như là ai cũng hiểu cả cái vấn đề đó. Thì ra cái điều đó tao nói cho mày nghe, khi có một lần tao cũng hỏi cắt cớ, tao hỏi ông cha gì tao cũng quên mẹ rồi, thì ông nói chứ ông mới nói kinh thánh ra, mới lấy kinh thánh ra mới nói là Thiên Chúa đã phán rằng loài người là một loài sinh vật, là một động vật cao quý và là đứng trên tất cả các loài động vật khác. Tất cả các loại coi như động vật khác là phải chịu bởi cái sự coi như là hiến thân, có nghĩa là tất cả mọi sinh vật khác đều bị loài người chia phối và loài người được quyền ăn thịt tất cả những loại, bởi vì nó nói một rất là hay, có nghĩa là như vậy cho mình hiểu rằng loài người ăn thịt bất cứ con gì cũng là một cái triệu đề, một cái lẽ đương nhiên thôi, chứ nó không có cái gì gọi là phải ấy được. Nhưng mà mình phải nói một cái điều như vậy, sau những năm tháng mà chúng ta hòa nhập vào những cái thế giới văn minh đó, đầu đại khái là văn minh Tây Âu đi, thì phải công nhận là thành phố mình hoặc là ngoài Bắc thì họ giảm bớt số lượng coi như ăn thịt cày, thịt chó, cái điều đó cũng là cái điều đáng mừng. Thì người ta hay đưa lên án là những người đó là nhân cẩu quyền, dân quyền gì đại khái không biết nữa, nhưng cái điều đó nó không có lớn lao, bởi vì cái chuyện 15 con chó chết nó không là cái nghĩa địa gì cả. Ở biết chồn mà chồn mà con ở đâu ta, ở nước Úc hay nước đâu, và Đan nó Mạch. thiếu Đan Mạch, nó thiêu hủy 17 triệu con chồn để mà tiêu diệt cái về coronavirus. Thì tao hỏi mày sao nó không khóc ta, mày biết cái con chồn quá mà, con chồn hương, con chồn của Việt Nam mà nó thuộc dạng vô sách đỏ đó, sách đỏ Việt Chủ Nam mà quý. thuộc đại khái là không được quyền bắn giết á, mà nó làm một phát là 17 triệu con tiêu luôn, thì tại sao nó không khóc? Rồi bởi vì mày thấy cái chuyện mà nó bao vơ bao vẩn. Thì ở đây tao cũng giới thiệu cho mày biết là ở đây được riêng cha đạo, cha nhà thờ ăn thịt chó là cái chuyện rất ư là bình thường, hầu như ai cũng biết đúng không, nhưng mà thầy chùa ăn thịt chó mới là cái chuyện buồn cười. Mà người ta ý ta muốn nói cái điều này để làm chi, để cho mày hiểu rằng cái mối đó là rất ư là nó gần như ma túy vậy, là nghiện nghe. Ngon quá, ngon là nghiện, ta cho tụi coi mà còn Diêm nghiện. Dương Ở đây đủ, ở đây là có một con thầy chùa, ông đi vô quán thịt chó ông nói nè, ba chúng ta sẽ cái giới đó thiệu qua những cái món lẩu lẩu chó đầu dê ở đằng bố ơi, này, bố nào cho bố, hai chữ cái sao ông sao này, sao biết biết là tao hiểu, ông không phải là thầy chùa. à đó, có nghĩa là ông khoái, có nghĩa là ê, tao nói cho mày nghe, mặt tao biết rằng là chưa, mà ông mặc áo nhà sư rồi cạo đầu thì có nghĩa là ông tu tại gia, cái chuyện nó bình thường không quan trọng, mà quan trọng à ở nó chỗ là ông cũng phải ăn thịt chó để cho biết mùi, để tao nói không. Ê, tao nói cho mày à nghe là tao là con người duy vật và tao không có đạo gì cả, tao chỉ đạo ông bà thôi, vợ tao là Thiên Chúa, hiện ra vì tao rất là rành trên cái vấn đề bên sứ đạo thì họ ăn thịt như vậy, để cho mày hiểu rằng ở đây cái món thịt chó là hầu như ở trong dân gian người ta, ở trong dân gian của mình, người Việt mình á, thường thường là nói thì có vẻ xúc phạm, nhưng mà mình nói mà nghe cái điều là thường thường cũng giống như cái làm trước bố nói, còn có nhiều người ở miền miền quê miền Bắc
hoặc là miền ở miền cao, vùng cao đó, họ nuôi chó cả đàn, nó gần như là gia súc kìa, nó gần như là gia súc kìa, làm thịt. Mỗi lần có tiệc cưới các cái rồi mà nếu mà cậu cần là họ giết liền, không phải cái gì quan trọng cả. Nhưng mà mình chỉ lên án là những người cái chuyện đó nó không có ra cái gì cả, nó không có đáng. Nhưng mà ở đây cũng có những cái giới, ví dụ như là nghệ sĩ rồi kịch sĩ rồi cái gì mà sĩ gì đó không biết nữa, hay rồi cầu cứu rồi các cái rồi chuyện tào lao, mình thấy cái chuyện tào lao biết đâu nó không có đáng để vậy. Nhưng mà hay mày càng gào chuyện nào là tao ăn thịt nhiều chuyện đó luôn tấn tao như vậy đó. Ủa mẹ, cái chuyện đáng thì không nói mà cái chuyện không đáng bởi vì nó có cái cớ. Ở đây nó có những cái chỗ này, trời ơi, nó làm thiệt mày hấp dẫn. Mà biết rõ ràng mày vô trong cái YouTube mà đánh quầy bán thịt chó, nó sẽ hiện ra mấy những cái xe bán lưu động, rồi những cái chỗ nó quay, những cái chỗ nó chặt những cái đó, cả đống. Và thiệt mày nó làm rất là ngon, nghĩa là mày vô mày vàng bóng lên. Tại làm sao, bởi nó là động vật mà, tại làm sao con heo quay được mà con chó quay là không được, chuyện vô lý đúng không? Có nghĩa là ở đây là người ta ăn tất cả mọi thứ sinh vật, đó là lời Chúa dạy nghe, chứ không phải là lời tao nói đâu. Rồi đừng có xuyên tạc, đừng có chửi tao, tao nói thẳng là vậy. Rồi đừng có chửi tao. Ở đây tao cho mày coi nè, lửa rượu bán nhiều lắm, rượu quá. Đây nè, đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với cái tiếp theo của mình. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở khu vực ngã tư Lý Sơn. Đây, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến một quán thịt chó rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Thịt chó Lạng Sơn nổi tiếng các bạn. Đây là cũng tùy khu à, nói chung tùy theo khẩu vị của mỗi người. Đồng ý, mình thấy chưa? Dạ. Ừ, bữa nó quay dặn ươm luôn mà thấy chưa? Đó, lù quá. Vậy mà sao không thèm được? Đủ quá thấy không? Đó, mà cầm dao phay này đó, bắt đầu là đủ quá, coi như là củ đậu đao là đủ. Đưa vậy vậy có hỏi mày không thèm được đó. Đó. Mai nó vô nhà ông già tới câu ông già nữa. Đâu quá, cái này là không tao, cái này là phải tao, tao nói thôi chứ. Đủ quá. Mày muốn cổ suý. Nó đang quan niệm ghép tội ông già cổ suý cho nha. Đó, thấy chưa? Đủ quá, thấy chưa? Ồ, bánh nó ngon như tuồng, tao ướt ao tao ăn được. Ồ, tao về. Thấy chưa? Cái thằng mà đồ làm video clip này nó cũng chưa. Đó, thấy chưa? 25.000 một lạng. Ồ, mà rẻ bèo, má ngon chết mẹ luôn. Đủ. Cái này là coi như là tao thiệt mày, tao tức quá, tao phải về nhà tao quất mới được. Đủ, mà tao về Việt Nam tao quất mới được. Thiệt mày. À, nói như vậy cho mày hiểu rằng á, ở đây là người, nói chung là người dân Việt mình á, à, cũng như ngày hôm qua bố nói về là của khoái khẩu cái vấn đề thịt chó, là nhà sư ông giả sư cái gì cũng khoái ăn thịt chó, kể cả cha đạo cũng khoái ăn thịt chó, rồi nó thẳng là vậy. À, nhưng mà mình cũng phải nói một câu này, có nghĩa là sau này đáng lẽ là nó không có bùng lên đâu, nhưng mà tại vì mấy con gừng sĩ nghệ sĩ chó dễ lên, thành ra nó bày trò lợi dụng hình ảnh nó kiếm chuyện chính quyền. Bố hiểu điều đó, cho nên vì đó có một số người dân phản quốc, có nghĩa là họ đủ chuyện nó không có ra đám ôn gì, tự nhiên không đem ra mẹ con người ta, mày không lo mà lo toàn lo chó mèo ghét, hồi xưa tao cử cho tao ăn luôn, đủ quá như vậy đó. Tại vì số lượng gì là hồi xưa kêu giảm mất 50% rồi biêu luôn, mà bây giờ nó bùng phát lại được, tao ăn hết 100% luôn đó. Nó vậy là có nghĩa là làm cho người dân mình bức xúc, nó thẳng là vậy đúng không? Đáng lẽ có chuyện này, không có chuyện này xảy ra thì nó bớt ăn rồi, đủ mà tự nhiên tụi nó chọc lên, đủ mà nó quậy lên, đủ bây giờ tự nhiên ngày nào tao không mua thịt chó tao ăn hết, đủ mà nó vậy thì nó phần phản ứng ngược. Bởi vì lâu rồi cái hàng nói chung là cái hàng mấy trăm năm nay rồi, cái tập tục và cái tao nói rồi, cái tập tục với lại cái tập quán của người dân của mình là thì cũng khoái ăn cái món đó. Và bên Hàn Quốc cũng vậy, bên Hàn Quốc thì đồ khỏi là khỏi rồi, cả nước luôn chứ không phải cần phải biển đồng cả nước luôn. Thì cái điều đó thì tại sao nó không lên án trên bên Hàn Quốc á? Đúng rồi, đúng rồi, bên Hàn Quốc là ghê hơn bên Việt Nam nữa, đồ nó nấu súp nó bỏ vô lon nó đóng hộp luôn á nha. Đó thì nhưng mà cái lối nấu của nó khác với cái lối nấu của Việt Nam mình. Và ta nói thẳng là như mày, hầu như người miền Bắc á, họ người nào cũng biết nấu hết trơn rồi, nói thẳng là nấu thịt chó thì người nào cũng biết nấu. Còn ở miền Nam mình muốn ăn phải ra quán thôi chứ đâu có biết nấu, nói thẳng là vậy. Người miền Bắc ăn rất là sành điệu, có nghĩa là. Nhưng mà có một lần ta về Việt Nam năm ngoái, năm 2019 á, thì tụi mấy nhỏ nó rủ tao đi thì tao cũng đi, thì nó có những món mình thấy rất là tuyệt vời, chả chì nướng, nhưng mà nó có những cái là thức ăn rau đệm vào
không kể lá mơ. Lá mơ thì chuyện đó là chính nó không nói. Còn đây nó có thêm mà gì ta, nó có thêm những cái món, những cái rau hơi lạ lạ mà ăn chung với là thịt cầy nữa. Đó là do người Bắc ta chế ra. Thì mày thấy rõ ràng là ở đây là có chuyện nó không có đáng gì cả, mà tự nhiên nó thổi phồng lên để mà nó kêu gọi, nó làm đủ trò cả. Thì cái ý mình muốn nói cái điều là có con người, cái gì thì cái gì, nhưng mà cái bạn sống của con người lúc nào nó cũng cao quý cả. Đó đúng rồi, trên hết. Trên hết, chứ không có chuyện xuất vật qua đây. Và mình sẵn đây mình muốn nói lên mày cái điều ngày xưa mày biết cái huyện Baxter ở Nha Trang đó. Cái người mà đầu tiên mà tiêm cái bệnh chó dại là cái ông Baxter đó. Mày phải hiểu rằng con chó đó nếu mà nó sạch sẽ, nuôi dưỡng đàng hoàng, chủng ngừa đầy đủ thì nó chưa có gì, nhưng mà khi mà thả rông nó sẽ bị có những cái bệnh dại, và bệnh dại của chó rất là nguy hiểm, nó cắn người rồi nó có những cái mà bởi vì là bự chó mà nó đâu có thể nào mà nó sạch bằng người được, nó có thể là chung rồi nó chung vào ống cống đủ rồi thì nó bị rất là, nói một cách là chó thả rông rất là dơ, và cái bệnh đó là bệnh truyền nhiễm, có nghĩa là bệnh dại rồi bệnh cắn ngựa, nói chung mình nó bị đi. Mà thấy mấy con chó mày bị bệnh dại không? Rồi ở đây ngồi nó sùi bọt mép mà làm đúng ghê, bởi vì coi như vậy, nhưng mà chó là một mầm móng gây bệnh rất là nguy hiểm, chưa kể nó cắn con lít, nó cắn người lớn. Rồi mà thấy rõ ràng những cái tác hại mà giống như Việt Nam mình nó có một cái phong trào gọi là nuôi chó dữ, nuôi chó biết bu, rồi ở Việt Nam nó phát triển, nó bu rất là bắt ào. Nhưng mà thấy nó cắn người ta chưa, rồi nó cắn những con vật khác cũng là con vật nuôi, chẳng như là chó hoặc là mèo hay gì đó, nó cắn tới chết, cắn nít nữa, cắn nít chết luôn. Đúng rồi, cắn chết luôn, cái đó rất là nguy hiểm. Thì mình muốn đất nước mình mà coi như hiền hòa thì mình không được quyền nhập mấy con chó dữ đó vào, rồi như là mẹt dê Đức, rồi các cái chó săn cừu, rồi cái tụi người ta tên gọi. Một mặt thì người mà nuôi chó để bán thì cái chuyện người ta tha hồ, ta quảng cáo chó là trung thành với chủ, nhưng mà mình quên một cái điều này, tao là nuôi chó rất được, tao nói mày rồi, tao nuôi chó cũng rất là nhiều, là hồi xưa ở Việt Nam cũng nuôi, bên Mỹ này cũng nuôi, mà ta chán quá, ta đuổi hết đi hết rồi. Có con chó, bất cứ con chó nào mày muốn cho nó khôn là mày không được quyền khiến nó. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mày phải bắt con chó là lúc nó mới sanh, khoảng chừng một tháng tuổi mày về nuôi thì nó mới khôn. Còn nó đã trưởng thành 5-6 tháng rồi là coi như nó ngu như con bò vậy. Lý do tại sao? Lý do tại vì con chó nó có, nó không phải như con người, nó biết suy nghĩ, nó chỉ quen cái mùi người chủ của nó lúc nó mới lọt lòng bà thôi. Chó khôn là mày bắt và con chó mới lọt lòng ra mày về mày nuôi thì nó biết khôn, nó biết nghe lời mày, mày nói sao nó cũng nghe, mặc dù nó không hiểu tiếng người nhưng nó hiểu được đó. Còn cái thứ ba vơ, nó nuôi trại chó đó, xong mày về mày nuôi bắt về, con nào mà thấy ngu như con bò, ta bảo đảm với mày, bảo đảm với mày 100% là khi mà mày chó bắt ngang xương mà khoảng 1 năm tuổi hoặc là 2 tuổi hoặc là 6 tháng tuổi trở lên là coi như nó ngu như con bò. Lúc đó nó quờ quạng, nó không biết ai là chủ nó cả. Và thậm chí ở Việt Nam nó có một cái clip mà nó nói là chó trở ngược lại cắn chủ đến nỗi te tua luôn, có nghĩa là con chó nó hung dữ và nó không biết, nó không, lúc đó nó điên rồi, nó không biết cái chủ, nó cắn chủ luôn. Ở Việt Nam ông mày nghe đâu đó ngoài Hà Nội á. Và cái chuyện này tao yêu cầu là hầu như tao muốn là cái chuyện khép lại, nhưng mà nếu mà bên kia đó mà ấy nữa là tao lại đăng lên nữa, có nghĩa là gì? Việt Nam không coi trọng con chó bằng con người. Có một cái quan trọng là cái ý tao muốn nói là gì đó thôi. Con chó vô đất nước tao là tôi quất hết, nghiền xả bấm tôm quất hết, đừng có lộng ngôn, đừng có đem đến cái chuyện tào lao bí lao đó mà ra. Đủ, nó xứng đáng gì, nó phải đó là cái gì đâu vậy mày, trời ơi khổ lắm. Tao nói thiệt mày, cũng giống như kiểu mày qua bên Ấn Độ hoặc là qua bên Iraq hay là những người mà tôn giáo mà gọi là đạo hồi đó, dám qua đó thôi bỏ đạo hồi đi, không đủ thiệt mày, cổ mình lìa khỏi đất luôn. Bởi vậy khổ, bộ này nó không có biết sáng, nó không có thông minh và nó không hiểu được cái tập tục. Có thể là mày lên mày khuyên bảo, mày có thể mày trách nhẹ nhẹ thì ok ta nghe, mày làm mà kiểu đó hay là tao ăn bạo nữa, đủ nó thẳng lại vậy. Nhưng mà thật ra thế này, bố tự tôi nói là cái câu chuyện là thế này, rõ ràng không phải là họ vô duyên vô cớ họ sát hạ, họ tiêu hủy 15 con chó. Cái này là vấn đề dịch bệnh, mình tụi nó lợi dụng câu chuyện này, tụi nó chống phá chính quyền. Đúng, bởi vì chỗ đó mình phải ghét. Chứ thực chất á, bình thường mà không có dịch đi, mày giết cái con chó 15 con chó thì nó không nói gì đâu. Nhưng mà đúng rồi. Có nghĩa là khi dịch bệnh ra, tao giết 30 con chó, tao cũng giết cái đường đó ở 15 con, 100 con tao cũng quất luôn, bởi vì đất rừng tiềm tàng sự nguy cơ lây bệnh rất là cao. Trong khi đó đủ người ta lo cho con người chưa xuể, đủ mà
tao nói thẳng với mày chưa sẻ, huống chi lo cho chó nữa, chuyện tào lao á. Mà trong khi đó chó vô chủ, bà đó bị mắc bệnh cách ly rồi, con chó vô chủ chứ đâu phải chi là gửi cho người thân ở đó. Thì mẹ của nó có lý là người đó không phải là người địa phương, không có gia đình thân nhân con mẹ gì hết, là sẽ ai nuôi. Mà con chó nhiễm bệnh thì đương nhiên phải tiêu hủy chứ sao, cái đó là đúng, làm đúng quy trình mà. Vậy mà cũng đem lên cũng làm đủ trò, cũng kêu cũng ta cũng tháng, trong khi đó mấy chục ngàn người chết, sao nó không kêu người tháng đi, không làm lễ tưởng niệm đi, không làm đốt nhang đi, không làm lễ tưởng niệm người ta đi, con chó với con người con nào quý hơn? Đủ mấy chuyện tào lao mới lao, bởi tao thì chuyện này cũng nên khép lại đi. Đủ má, tụi bay mà làm nữa là đủ má, lần sau lên là đủ má, tao chửi thôi, cho tao không có dẫn chứng cái con gạt gì trên bạn đó, đúng không? Chửi thôi, đủ mẹ tụi bay tào lao hở nè, đúng không? Tiễn đủ mờ tào lao, đủ hở ra ngồi than khóc đủ mẹ, giống như tao dĩ dọn mày. Chuyện trong nhà thì không lo, đủ má chuyện lo chuyện tào lao không à, đủ nhà thờ Việt Nam mình rồi không? Không không lỡ mà có bị quả quạng Việt Nam mình kia đứng trơ mắt ngó, đủ mẹ nhà thờ bên tuốt tự tay Pháp bên này khóc đủ má. Cái đủ mấy cái chuyện tao không hiểu nó sao, đầu óc tụi nó bệnh quạng mức độ là sao đó. Tào lao đủ biết lao đủ ba rồi xong rồi diễn viên điện ảnh gì mình nghĩ coi nó có danh giá con mẹ đâu, toàn là thứ hồng bà làm sáng cấu, toàn là chuyện tào lao không, đứa thì lấy tay rồi đứa thì đủ má rồi. Mà đó trên mạng đầy giấy đủ, mẹ biết rồi, mày biết rồi. Scandal của mấy con ca sĩ đó thì mày hiểu là quá trời. Tao cũng đâu có biết con mẹ đâu, tao có đâu có biết con Văn Mai Hương là con nào. Mà mình gõ Văn Mai Hương coi, trời ơi đủ má, xét sung rồi đủ tùm lum tà la. Mà xét sung với người Việt là không, xét sung với Tây mới là đủ thèm của lạ mà đủ. Nó có gì đâu mà xấu tốt, xấu xa bỏ mẹ đi. Trời ơi, thẳng mày với nghệ sĩ bây giờ tao cảm thấy xấu xa. Nên vì đó ở đây ta không có được cái lắm, nhưng mà tôi nói trong trong giới nghệ sĩ có nhiều thành phần rất ưa lợi xấu xa, chẳng hạn những cái lợi giống như bộ công an mới gì vào cuộc, đây là mình không binh ai, mình không bỏ ai, ta không biết ai làm rõ, nhưng người ta tự tự ta phanh phui ra có bằng chứng thực sự, có bằng chứng đó là hiển nhiên rồi, có giấy mời các cái của bộ công an, ta đâu có biết con mẹ gì nó mướn đâu mà nói. Nhưng mà để cho mày hiểu rằng cái chứng tỏ là cái nghệ sĩ bây giờ nó lố lăng mà nó hết mức. Ca thì không giống ai cả rồi, cũng nhận mà tự ra là kia bởi ca sĩ tự phong rồi đủ thứ rồi, mà thấy không, cái đám ma rồi nó thậm chí ta cho mà nó không thể vẫn chia chát như thường. Mình nhớ kỳ rồi là đủ cái vụ mà gì ông thằng nghệ sĩ Chí Tài phải không, Chí Tài bây giờ tới Phi Nhung rồi đúng đâu có tha đâu, đủ cho nó còn chia tiền nữa mà đụng má ăn cho nó còn ăn nó được đó. Trời, còn có cái bàn đủ độc quyền livestream mới là ghê đủ mà. Thiếu Nga theo đủ, người ta chết mà không để yên không ở bên Mỹ không, ở bên Mỹ hả? Ừ, độc quyền nha, không được quyền cái nào mà đủ mới là livestream nữa, chỉ có độc quyền thứ Nga mới livestream được thôi, tường thuật lại buổi tang lễ của thứ Nga. Thế nó vô duyên hết chỗ nói, nó thầu như là đủ nó bẩn tựa. Vậy đó mà nó kêu gào là ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do trời báo ơi, chí đủ. Thấy ghê chưa, có nghĩa là cái Chí Tài còn đem nguyên xác về, còn thấy sình của thầy còn có thịt chia thì không đúng rồi, chia thịt thì tao nói ok rồi đủ má. Vì con Phi Nhung mới về bên đó thì coi như là người đó mất rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, mình không muốn nhắc tới. Nhưng mà đem về là có hũ tro mà đủ, anh hũ tro đủ má là nó cũng chia luôn là sao, nó ăn luôn đủ má, tao cũng không biết là sao đó. Buồn cười ấy. Còn có vụ độc quyền livestream nữa mày là ghê đủ, trời ơi trời, tao thua luôn, mệt thiệt á. Tao cũng không muốn nhắc tới cái chuyện là làm gì, bởi vì nó chẳng dính dáng gì tới mình, nó không có liên hệ tới mình cả. Nhưng mà những cái chuyện mà vô bổ, những cái chuyện mà đưa ra những không gian mạng mà tào lao bí lao vậy, nó thấy đã vậy thôi. Tao nó nhắc lại một lần nữa, thiêu hủy 15 con chó là đúng quy trình của pháp luật, và nếu trong 100 con chó thì cũng muốn thiêu hủy chứ không cần gì phải. Bởi vì sao, con chó và con người hai cái nó khác xa nhau, anh cứu con chó hay là anh cứu người, trong khi đó mình là gồng gánh. Coi như là những năm gần đây, từ ngày bệnh dịch tới là coi như cái nền kinh tế mình cũng phải nói một cái điều này, kinh tế Việt Nam đang kiệt quệ, nó thẳng là vậy á đủ. Không có rồi, tao nói cho mày ngày hôm qua, tao có đưa cho mày cái clip mà của cái thằng Andy Phạm đưa ra, nó đã thú nhận mà. Hiện giờ là tất cả các hàng mặt hàng của Mỹ này rất tăng cao khủng khiếp rồi, đủ thứ chuyện rồi, dầu loan trên biển rồi, xong tất cả các vật giá đều leo thang rồi, không có hàng rồi, đủ mọi thành phần, tập bảy cái coi rồi đó, rồi cái gì vậy đó,
đó là mày không đi biểu tình đi, mày không đi biểu tình ở bên Mỹ này được mà nhiễm ô nhiễm rồi môi trường biển đó, rồi cái Việt Nam là mày không đi biểu tình đi, rồi giật giá tăng cao Việt Nam ở Mỹ nè, tụi bay không đi biểu tình đi, đủ má đi nhóm lại đi biểu tình đi, đã đảo đi đủ má lật đổ đi, dám đủ ra bắt nát giáo đủ mẹ đâu muốn đi biểu tình đi, đòi lại quyền bị sạch đi, cá chết á đủ má là sao giờ máy phù mua sao của Mỹ là làm cá chết hàng loạt đó là sao đâu, sao tái im re mày không ai biểu tình hết chứ mày trời ơi đồ quái đản trời thiệt tình đó. Mày nghĩ có 15 con chó bằng một cái ô nhiễm môi trường biển không? Mà thấy cái nào cũng khiếp hơn cái nào. Bây giờ đủ má cái hàng cái đó là bao một cái hàng mấy chục tỷ đô la để làm sạch cái môi trường nó chưa chắc gì đã được. Ô mà sao không đi biểu tình đi trời? Thế? Sao không thành lập những hội yêu biển, đúng yêu rồi, nước gì đúng biển, không? Yêu cá, yêu nước rồi đó, rồi xong. Đủ mà giờ chính phủ dở như khỉ vậy đủ mà để cho giật giá tăng cao đủ mấy này chi rồi đủ hở cái thứ gì nó cũng đủ thừa là dịch bệnh hết trơn á, đủ cho mà đủ thừa đủ má mà đủ thừa vậy thì Việt Nam cũng vậy thôi, nó là toàn cầu mà không đủ nó chỉ vừa đó cái chữ ù với cái chữ riết thôi đủ khổ vậy, trong khi đó là 700 mấy chục ngàn người, nhớ lại cái điều này nha, nước Mỹ đang tiêu tùng 700 mấy chục ngàn người, cái điều Việt Nam mất đi đi cái chỗ và chuyện Covid bằng cái số lẻ của thằng Mỹ thôi. Vậy mà nó cũng ngồi chửi à, nó cũng chê à, đủ vậy. Khổ vậy đó, tôi thấy nó thiệt mày, bởi vì tao nói thiệt, tao muốn cái drama của con chó này nó dẹp mẹ đi, còn không mà đủ ngày nào, tao cũng đưa ra đủ má, tao ăn thịt chó đủ má. Ở đây không có, tao mua thịt heo gì, tao giả cày, tao với bộ, tao cúng ngang, đủ chó vàng, chó dện, chó bực, chó gì đủ, tao quất hết đủ má. Ở gì nói chứ ở Việt Nam tao vụ đó riền là xả là mắm tôm mà đầy đủ lá mơ đầy đủ, thấy không, thoải mái. Cây này tao về là tao quất thịt chó không đủ má, khỏi ăn phở luôn đủ má, thì rồi ăn phở không, phở ngon quá mà đủ, kỳ này tao quất thịt chó không cho mày chết mẹ mà luôn đủ mà đủ quá. Ôi, ăn tới đâu là đưa lên ra chim tới đó đúng không? Đó đúng rồi đủ, hồi xưa thì đủ ăn lé. Mình thấy nó kỳ kỳ, mình là người nước ngoài về mà mình ăn thịt chó cũng hơi trong tư tưởng mình cũng hơi mà đại khái là hơi cũng khiêm nhường, đại khái là cũng không muốn cho người ta nói là ăn lén nhưng mà tao có chụp hình đó mày, chụp hình đưa lên tụi nó chửi quá, bác ơi bác được ăn nữa kìa, ok rồi đâu ăn nữa nó đủ bây giờ chọc khùng tao lên à đủ mà tao ăn tiếp đủ quá đủ nó mệt mình đủ bác đúng tụi này hết chuyện rồi nó thiệt mày, tao cũng nói xấu rồi tụi ở Mỹ này nó thấu tha lắm, nó hẳn mày có những con phim các con biết rồi đó, thậm chí là rủ nó chơi người chưa đã nó còn chơi chó nữa mà nó không tính đủ má nó thiệt, còn chuyện tào lao không tao phải là bực mình chuyện mày, tao nói rồi mày có quyền đối lập, mày có quyền phản ảnh, nhưng mà trong cái phản ảnh của mày nó phải là tích cực, đủ toàn là chuyện không tưởng không, chuyện tào lao không, đứa thì khóc đứa thì kêu bố, trên màn hình là bé nó bị chó dại cắn nè, chó dại cắn rồi xong này mấy năm trước rồi. Ừ. Mày cũng ở Việt Nam á nhưng mà lâu rồi. Ừ, má nó thằng bé này mà nó bình, chết luôn á. Chết luôn, nên sao mà bệnh dại mà, dại đâu cứu được. Bệnh dại đâu. Bởi vì là cái ông đó. Ông mới phát tiêm, ông mới phát minh ra cái vấn đề là tiêm phòng chó dại. Thấy chưa? Đó là sự vô dụng dân trí nuôi chó mà không biết chăm sóc, không biết ấy giữ gìn đó để chó đi nó cắn người coi kìa đó. Rồi vô đây khóc người hay khóc chó. Đó. Bé nó, con người nó không hiểu rồi nó bỏ lên bằng cân, tao chỉ yêu cầu nó bỏ lên bằng cân, nó cân thử coi mày quý con chó hay là quý con người, nó không hiểu đạo lý tầm thường nhất của một con người, mới học lớp 3 thôi người ta cũng hiểu điều đó, vậy mà nó ngồi khóc tỉnh bơ à, khóc đủ khóc chuyện tào lao. Cái từ rồi thôi được rồi thì bố nói vài câu rồi thôi, bố cũng hy vọng là cái drama này nó chấm dứt, bởi vì nó còn mà đủ má nó rống là hỏng lên là đủ má tao lên tiếp bởi yeah. Ok con dạ yeah, ok bố cảm ơn bố.